Vòng chung kết giải bóng đá vô địch U17 quốc gia Next Media năm 2020, Hoàng Anh Gia Lai bị Thanh Hóa đánh trị thương. Dù nắm quyền tự quyết trong tay, nhưng nhà đương kim vô địch không thể tận dụng và bị loại sớm đầy đáng tiếc. Trận đấu U17 Hoàng Anh Gia Lai gặp U17 Thanh Hóa lúc 15 giờ chiều ngày 22 tháng 9 có sự xuất hiện của trợ lý Lin Jiang Di trên khán đài. Sau suốt thời gian thi đấu của hiệp 1, hai đội ăn miếng trả miếng nhau từng chút một, nhưng không có cơ hội nào thực sự lộ rõ ràng được tạo ra. Cơ hội nguy hiểm nhất trận đấu tới phút 58 xuất phát từ một pha sút xa, thủ môn U17 Thanh Hóa bắt hụt bóng, cầu thủ đội bóng phố núi lao vào sút bồi nhưng hậu vệ phía đội bóng xứ Thanh kịp lùi về phá bóng trước khi qua vạch vôi. Thế trận cân bằng được hai đội kéo dài đến hết thời gian thi đấu và hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0. Với kết quả này, U17 Thanh Hóa thì giành thêm một điểm và chính thức trở thành cựu vương giải đấu. Bởi ở trận đấu cùng giờ, điều kiện đủ để đội bóng xứ Thanh đi tiếp là U17 Đồng Tháp thắng U17 PVF đã không xảy ra. Ở cặp đấu còn lại giữa U17 PVF và U17 Đồng Tháp, cả hai đội đều chọn phòng ngự phản công là cách nhập cuộc cho mình. Thế nhưng, trong một ngày mưa nặng hạt tại Hưng Yên, lối chơi của cả hai đội đã bị ảnh hưởng không nhỏ từ những đường bóng thiếu đi độ chính xác cần thiết. Phải đến phút 53, Trần Vũ Ngọc Tài có pha xử lý kỹ thuật dứt điểm vòng vây của 4 cầu thủ U17 Đồng Tháp trước khi dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Đỗ Đạt. Có bàn vươn lên dẫn trước, các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam tiếp tục dồn ép đối thủ bằng những pha tấn công nguy hiểm. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút áo đỏ khiến cho trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0. Sau lượt trận cuối cùng của bảng A, U17 BVF 6 điểm nắm ngôi nhất bảng và cùng U17 Hoàng Anh Gia Lai 5 điểm tiến vào bán kết. Trong khi đó, U17 Thanh Hóa 4 điểm và U17 Đồng Tháp 1 điểm sẽ chia tay giải đấu sớm. Ở lượt trận cuối bảng B, U17 Multifood VNG, JMD và U17 Sông Lam Nghệ An sẽ đối đầu nhau để tranh vị trí nhất bảng bởi hai đội đã chắc chắn đi tiếp. Trong khi đó, U17 Sài Gòn và U17 Phú Yên sẽ tìm kiếm điểm số đầu tiên ở vòng chung kết giải bóng đá vô địch U17 quốc gia Next Media năm 2020. Hai trận đấu sẽ diễn ra đồng thời lúc 15 giờ ngày 23 tháng 9. Đây là năm thứ hai liên tiếp VFF phối hợp với Next Media tổ chức truyền thông và phát sóng giải đấu. Hệ sinh thái thể thao giải trí All Sports VTC3 của Next Media sẽ sản xuất và truyền hình trực tiếp trận khai mạc, bán kết và chung kết trên các kênh truyền hình. Đối với các trận đấu còn lại, Next Media sẽ thực hiện truyền hình trực tiếp trên YouTube và fanpage VFF Next Sports. Bên cạnh Next Media, vòng chung kết năm nay còn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của các nhà tài trợ khác, bao gồm hệ sinh thái thể thao giải trí All Sports VTC3, nhà tài trợ đồng hành và công ty cổ phần động lực. Bản tin bóng đá nổi bật ngày 23 tháng 9 2020. Bóng đá trong nước. Huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai chê quân bầu Đức yếu tâm lý và thể lực. Huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai không hài lòng với màn trình diễn của các học trò ở 2/3 trận vòng bảng U17 quốc gia 2020. Ở lượt trận cuối cùng bảng A vòng chung kết U17 quốc gia 2020, U17 Hoàng Anh Gia Lai đã chạm trán U17 Thanh Hóa. Những tài năng trẻ nhà bầu Đức đã thi đấu quả cảm để giành một điểm, qua đó là vào vòng bán kết. Dù đã có vé đi tiếp, huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh vẫn không thể hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Vị chuyên gia này cho rằng nguyên nhân khiến U17 Hoàng Anh Gia Lai chơi không như ý là vì thời tiết xấu. Huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh chia sẻ, chúng tôi đã chơi 200% sức với BVF, nên các cầu thủ không kịp phục hồi thể lực cho trận đấu này. Đặc biệt, thời tiết quá mức ảnh hưởng rất lớn khiến các học trò của tôi bị ì. Tôi đánh giá Hoàng Anh Gia Lai chỉ chơi ở mức độ trung bình. Qua 3 trận đấu, tôi chỉ đánh giá U17 Hoàng Anh Gia Lai chơi tốt khi gặp BVF. Còn trận Đồng Tháp, các cầu thủ gặp tâm lý, đến trận gặp Thanh Hóa lại yếu thể lực. Sau khi có vé và bán kết, huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh đã thay đổi mục tiêu của U17 Hoàng Anh Gia Lai. Dù vậy, nhà cầm quyền trẻ tuổi này vẫn đánh giá cửa vô địch của đội nhà thấp hơn U17 PVF. Mục tiêu ban đầu của Hoàng Anh Gia Lai là bán kết, nhưng thời điểm hiện tại sẽ là vô địch. Do bán kết, đối thủ nào cũng như nhau, nên thường giá PVF là đội mạnh nhất giải, có cơ hội vô địch cao nhất. Ông Cảnh nói thêm, U17 Hoàng Anh Gia Lai cùng U17 PVF đã giành vé vào vòng bán kết diễn ra ngày 25 tháng 9 tới đây trên sân vận động Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Đối thủ của PVF và Hoàng Anh Gia Lai được xác định sau cuộc so tài phân định ngôi trí giữa Sông Lam Nghệ An và Học viện Multifood tại lượt trận cuối bảng B chiều 23 tháng 9.
Alex Đặng tụt bức không phanh sau khi bị huấn luyện viên Park từ chối. Alexander Đặng vừa đăng ký hợp đồng một năm với câu lạc bộ Ørnstjerne IK, một đội bóng chơi ở giải hạng 2, hạng 3 của hệ thống nhà bóng đá Na Uy. Alexander Đặng từng được kỳ vọng sẽ trở thành người lĩnh sướng hàng công của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã thân sinh sang Na Uy để theo dõi một trận đấu của tiền đạo này. Đó là khi Sandefjord đụng độ Lesjöfors câu lạc bộ Alex Đặng tại giải hạng nhất Na Uy. Tuy nhiên ở trận đấu này, Alexander Đặng đã có màn trình diễn không tốt. Anh thi đấu mờ nhạt trong phần lớn thời gian của trận đấu. Sau khi quan sát, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định phân lờ Alexander Đặng vì cho rằng cầu thủ này không phù hợp với lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, Alexander Đặng đã đầu quân cho câu lạc bộ Ørnstjerne IK, một đội bóng chơi ở dạng hạng 2, hạng 3 của hệ thống giải bóng đá Na Uy. Hợp đồng giữa hai bên được thực hiện vào ngày 8 tháng 9 năm 2020 vừa qua và sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Câu lạc bộ Ørnstjerne IK đã mượn Alexander Đặng từ Sochang SK giải hạng nhất. Rõ ràng đây là một bước thụt lùi của tiền đạo 30 tuổi Việt. Alexander Đặng sinh năm 1990, có bố là người Việt Nam. Anh đã ghi được 39 bàn sau 70 trận chơi cho Nesosa. Trước đó, Alexander Đặng từng ghi 85 bàn trên 56 trận cho Sochang SK, 32 bàn trên 27 trận cho Vamira, hay 31 bàn trên 33 trận cho Hoshin trước khi chuyển sang giải hạng 2 Na Uy, hạng 3 của hệ thống bóng đá Na Uy. Trường hợp của Alexander Đặng từng khiến người hâm mộ Việt Nam vô cùng tiếc nuối, bởi lẽ đội tuyển quốc gia Việt Nam đang thiếu những tiền đạo xuất sắc. Sau khi Anh Đức phải nghệ, chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ tin tưởng Tiến Linh ở vai trò trung phong thực thụ. Solskjaer muốn sao MU học cách sử dụng cái đầu. Mason Greenwood vào sân từ băng ghế dự bị để ấn định kết quả trận thắng ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh của Manchester United với Luton Town. Mason Greenwood được đưa vào sân cùng với Marcus Rashford và Bruno Fernandes khi Manchester United mới chỉ đang dẫn Luton Town 1-0. Quả phạt đền của Juan Mata trước thời gian nghỉ giữa trận là tất cả những gì cử động có trước khi Rashford và Greenwood ghi bàn muộn để ấn định chiến thắng 3-0. Greenwood chắc chắn rất vui khi có bàn thắng đầu tiên của mùa giải này, đặc biệt là sau khi anh vừa trải qua sự cố ngoài sân cỏ khi lên tập trung cùng đội tuyển Anh ở Iceland, sự việc khiến anh bị đuổi khỏi đội hình Tam Sư ngay sau đó vì vi phạm quy tắc phòng chống Covid-19. Huấn luyện viên Solskjaer nhận xét về tiền đạo trẻ của MU. Cậu ấy đã có một mùa giải tuyệt vời ở giai đoạn trước. Có được bàn thắng là điều quan trọng đối với Greenwood và Rashford. Thật tuyệt vời khi các tiền đạo có được sự tự tin, cảm giác và khao khát ghi bàn. Tuy nhiên, thuyền trưởng Manchester United muốn Greenwood cải thiện khả năng đánh đầu và điểm đa dạng. Cậu ấy có thể chơi ở trung lộ. Tôi khi cậu ấy còn trẻ, chưa trưởng thành về mặt thể chất, nhưng đôi khi sẽ tốt hơn nếu cải thiện mình thay vì an phận với sự non nớt. Tôi từng ghi phần lớn bàn thắng ở hai bên cánh, tôi không chơi ở trung lộ. Đối với một số 9 như cậu ấy, cần phải học cách đánh đầu. Tôi vẫn luôn nói với cậu ấy rằng nếu cậu ấy muốn thì tôi sẵn sàng luyện tập một thầy một trò với cậu ấy. Ngoài ra, Sus dành lời khen cho thủ môn dự bị của Manchester United. Tôi rất hài lòng với sự trình diễn của Henderson, cả với pha cản phá đó lẫn cách thể hiện tiếng nói của đội bóng. Khi cầm bóng, cậu ấy luôn cảm thấy thoải mái. Suarez không thể đến Juventus vì gian lận thi cử. Vận hạn dừng lại với ngôi sao người Uruguay khi mới đây, cầu thủ này đã bị cảnh sát ý điều tra vì gian lận thi cử. Kể từ khi huấn luyện viên Ronald Koeman lên tiếp quản ghế nóng tại Barcelona, tiền đạo Luis Suarez đã không còn nằm trong kế hoạch tương lai của đội bóng. Do đó, tiền đạo người Uruguay đã tìm đường rồi sẽ bóng xứ Catalan, và một trong những câu lạc bộ đã đạt thỏa thuận với cầu thủ này là Juventus. Theo Marca, trong lúc chuyển tới đội bóng mới, Suarez đã được cho là gian lận bài thi lấy bằng B1 tiếng Italia. Các nhà chức trách ý tin rằng Suarez đã biết trước nội dung của bài kiểm tra, qua đó cầu thủ này đã có thể dễ dàng đạt điểm cao dù trình độ hạn chế. Chớ trêu ở chỗ, mặc dù Luis Suarez đã vượt qua bài kiểm tra tiếng Italia, nhưng cầu thủ người Uruguay vẫn không thể tiếp đến Juventus do trục trặc về hộ chiếu. Bên cạnh đó, Gazzetta dello Sport cũng đã công bố một bản ghi âm của những người có liên quan. Anh đã kiếm được 10 triệu euro một năm, anh ta phải vượt qua kỳ thi. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng cho cậu ấy đã thuộc lòng một phần của bài kiểm tra.
Hiện tại, cảnh sát đã vào cuộc và đang tiếp tục thu thập mọi thông tin tại Đại học Bellevue. Sự việc lần này nhiều khả năng có dính líu tới những quan chức nhà nước. Sau sự nhận mưa chỉ trích từ MU thắng đậm, người hâm mộ Manchester United đã bày tỏ sự không hài lòng với cách dụng binh của huấn luyện viên Sosu dù đội nhà đã có chiến thắng trước Luton Town. MU đã có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới sau khi vượt qua Luton Town trên sân khách với tỷ số 3-0. Dù chỉ là một trận đấu thuộc Carabao Cup nhưng lại có ý nghĩa rất quan trọng với Quỷ Đỏ, nhất là sau thất bại muối mặt trước Leicester ở trận mở màn Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, huấn luyện viên Sosu đã trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi lựa chọn một đội hình ra sân rất yếu. Người hâm mộ Quỷ Đỏ mong muốn những ngôi sao trong đội hình xuất hiện ít nhất là vài phút trong trận đấu ngày hôm nay để lấy cảm giác bóng để duy trì thể lực. Thế nhưng, những cái tên như Paul Pogba, Anthony Martial, Victor Lindelof đều bị loại khỏi đội hình hành quân đến Luton, trong khi Marcus Rashford, Bruno Fernandes sẽ xuất phát trên ghế băng dự bị. Nếu Mourinho mà cho đội hình này, ông ta sẽ xong đời. Một tài khoản Twitter bình luận. Nghiêm túc mà nói, một trong những vấn đề của chúng tôi là Sosu, một người khác nói. Các cầu thủ phải có được thể lực tốt nhất, thế nhưng Sosu lại cho Lingard và Martial xuất phát từ đầu. Một quyết định không thể hiểu nổi, người thứ ba thêm vào. Điểm sáng lớn nhất trong đội hình United ngày hôm nay là thủ môn Dean Henderson. Trong lần đầu tiên bắt chính, người gác đền trẻ tuổi đã thể hiện sự chắc chắn trong khung gỗ và được Solskjaer không tiếc lời khen ngợi. Đội chủ sân Old Trafford đã có cơ hội lớn để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở Premier League 2020-21 khi đối đầu Brighton. Một đối thủ khá nhạy ký, đây cũng là trận đấu sớm nhất của vòng 3 diễn ra vào lúc 18:30 thứ Bảy ngày 26 tháng 9 sắp tới theo giờ Việt Nam. Leicester và Arsenal đại chiến tại Cúp Liên đoàn. Leicester đối đầu Arsenal tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh với sự góp mặt của hai đại diện tới từ giải Ngoại hạng Anh. Dễ hiểu khi đây được coi là trận cầu đinh của vòng đấu này. 1:45 ngày 24 tháng 9. Sân vận động King Power, Leicester đối đầu với Arsenal để cạnh tranh cho tấm vé vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh. Cả hai đội bóng đều đang có phong độ tốt tại giải Ngoại hạng Anh và đây đích thị là trận cầu đinh của vòng đấu thứ 3 Cúp Liên đoàn Anh. Năm 2020-2021, Leicester và Arsenal đều đã giành trọn 6 điểm sau hai lượt đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Một điều đặc biệt khi tất cả những trận đấu của hai đội bóng này từ đầu mùa đến kết thúc với ít nhất 3 bàn thắng, đó là lý do có thể trông đợi vào một trận cầu cống hiến nhiều pha lập công dù đây chỉ là một trận đấu cúp. Về thành tích đối đầu, Arsenal đã toàn thua trong cả 3 chuyến làm khách gần nhất tới King Power. Tính trên mọi đấu trường, phong độ của Leicester tại Cúp Liên đoàn cũng rất cao khi họ chỉ thua 1 trong 14 trận đấu gần nhất. 3 mùa gần đây, bầy cáo đều lọt tới vòng tứ kết hoặc tiến xa hơn. Arsenal cũng có quyền tự tin khi họ chỉ mất một khoảng thời gian ngắn dưới thời Arteta để giành tới 2 chiếc cúp vô địch FA, vô địch siêu cúp Anh. Sẽ là một cuộc đối đầu đáng chờ đợi giữa hai đại huyện Premier League tại đấu trường Cúp Liên đoàn. Như đã nói ở trên, hết lời khen ngợi Henderson sau màn trình diễn 5 sao, huấn luyện viên đã không tiếc lời khen ngợi cho màn trình diễn xứng đáng điểm 10 của chủ thành Dean Henderson trong trận lại thắng Luton. MU đã dễ dàng hạ gục Luton để tiếp tục tiếp bước tại Cúp Liên đoàn Anh. Trong ngày, các ngôi sao thay nhau nổ súng đem về thắng lợi 3-0 cho Quỷ Đỏ. Huấn luyện viên lại tỏ ra ấn tượng với một cái tên ở hàng thủ, đó là Dean Henderson. Vị chiến lược gia người Na Uy đã không tiếc lời khen ngợi thủ thành giàu tiềm năng này. Dean Henderson đã có một trận đấu tốt, cậu ấy cản phá nhiều cơ hội đáng kể của Luton. Henderson có những pha ra vào tốt, tôi ấn tượng với khả năng chỉ đạo hàng thủ của cậu ấy, đặc biệt là khả năng chơi chân nữa, huấn luyện viên Sisson nói. Dean Henderson chính là đề tài được người ta bàn luận nhiều trong hè vừa qua, không chỉ bởi anh trở lại MU trong bối cảnh được hàng loạt ông lớn theo đuổi, nổi bật nhất là Chelsea. Dean Henderson còn vướng vào những thông tin về việc sẽ thay thế De Gea trong tương lai. Có lẽ với màn trình diễn như ở trận thắng Luton rạng sáng nay, cùng sự tin tưởng và ưng ý hoàn toàn của Sosu, ngày Dean Henderson chiếm trọn khung gỗ của MU không còn xa. Trong trận đấu này, một tân binh khác của MU là Van de Beek cũng có lần đầu đá chính. Tuy nhiên, màn thể hiện của anh chỉ ở mức tròn vai ngoài Henderson. Huấn luyện viên Solskjaer cũng tỏ ra ấn tượng với màn thể hiện của hai ngôi sao vào sân từ ghế dự bị là Greenwood và Rashford.
Trong đó, đây là lần trận đấu đầu tiên của Mason Greenwood sau lùm xùm từ đội tuyển Anh vào tháng trước. Chân sút sinh năm 2001 đã biết cách để lại dấu ấn dù vào sân từ băng ghế dự bị, cùng với một pha lập công và pha kiến tạo cho người đàn anh Radford. Cùng Henderson, Greenwood chính là người chấm số điểm cao nhất trong trận đấu này.